Hi, chào anh em vào chị lớp mình là từ anh chị đã rất vui các chị bạn trong video ngày hôm nay với à quả lão ha các bạn chỉ vì sở sơ sẩy một tí không ạ, hết một tay ra thằng chúng ở Even ác thật. Chính là Even trong group ở S60 có rất hay một cái trò là như nào nhỉ, không ăn được thì đào đổ ạ nhá. Nghĩa là nhỉ, khi một người tham gia Even cả hội sẽ xúm lại đoán xung quanh, bao vây xung quanh đấy để cho không trúng được Even. Mày lấy ví dụ tay SH là tay gọi là chăm tham gia chăm chỉ chơi Even nhất nhá. Đấy, cứ gọi Even gì là hắn là người thường người con đầu tiên nhất. Đấy, ví dụ nhá, là đoán là 90 người chẳng hạn. Đấy thì sẽ có một ông vào đoán 91, một ông vào đoán 89 để kẹp hắn ở giữa. Éo lần này quá là sơ sẩy để hắn trúng giải là các bạn ạ. Lão HH đã vừa trúng với cả giải Super Supreme Monthly Benefit, nghĩa là siêu lợi tức các bạn ạ. Trị giá khoảng 15 đô các bạn ạ. Ở trên Even Group các bạn ạ, nhiều người trúng lắm. Tổng giải lần này phải tổng lên tới khoảng 10 giải đấy các bạn ạ. Hay Even mà. Anh em nào mà trúng giải thì liên hệ với mình nhá. Còn các bạn nào mà chưa trúng giải thì gì nhỉ? Chưa trúng giải thì vào group và tham gia thôi, đúng không các bạn? Đấy, mình là thủ quỹ luôn, để nạp vào ạc lắm luôn. Thì nói chung nhân tiện ạc của lão Anat thì chúng ta cũng, các bạn cũng không quá lạ, nhưng mà thường là chỉ nhìn thấy cái bề ngoài thôi, không nhìn thấy cái bề trong, đúng không các bạn? HH được mệnh danh là một trong những đại quan tham ở S60, nhưng mà hắn núp dánh là núp bóng vào quan thanh liêu các bạn nhá. Đội hình các bạn nhìn thấy phải gọi là gần như hoàn hảo luôn các bạn. Hạt nhân Kyo chuẩn bị thay thế chỉ có 5 sao và không một vũ khí, rất ghê gớm. Điều ý cũng tương tự với cả con Geniko, các bạn hiểu rằng là rất ghê gớm luôn các bạn. Đây là hoàn toàn cái thời lấy Geniko và Kyo, hắn đều có thể kích hoạt được lên lục môn hồn vũ khí, đúng không? Ý là lục môn là hồn vũ khí, nhưng mà đều không sử dụng các bạn ạ. Đấy, thay vì đó chỉ chơi ở trạng thái gọi là tiết kiệm nhất có thể. Trong khi đó thì hội ung thư các bạn nhìn xem, và con mới nhất là con Vice, các bạn nhìn xem, đúng không? Nó phải gọi là full môn các bạn ạ. Hình như không, mảnh vạn năng không thiếu đúng không các bạn? Có lẽ là hắn chờ một cái hồn vũ khí ở lần sau cho nó rẻ, mình nghĩ là như vậy. Đấy, hoặc là có hồn vũ khí rồi nhưng không hiểu sao hắn chưa áp nhỉ, hơi khó hiểu một chút. Mảnh vạn năng các bạn nhìn thấy còn 1400 mảnh, đá thần thì còn lên tới 262 viên, đúng không các bạn? Đấy, hơi khó hiểu một tí các bạn nhá. Đấy, thất môn của Athena, mảnh vạn năng nói chung không thiếu. Hai con này thì ở mức độ gần 80, ok. Bên dưới còn có tung và khi điên tứ môn. Đấy, Magaki cũng tứ môn, có nhưng không dùng nữa, để các bạn thấy là lực của lão HH nó rõ ràng là các bạn nhìn thấy kinh hơn ở của mình, đúng không? Đúng không? Về mặt võ sĩ các bạn nhá, hắn nhiều hơn ở mình. Mình gần như là có mỗi Omiadugo thôi. Không có kiểu flame các bạn ạ. Đấy, cũng có tung, không có ghi, nói chung thiếu nhiều lắm. Ngoài check tồn được 5 một tí của lão HH các bạn nhá. Đấy. Rồi, các bạn nhìn thấy cũng cực kỳ kinh khủng kiểu, đúng không các bạn? Để các bạn biết là một top của người chơi của cụm xe 6X, cụ thể là 60, các bạn thấy không hề đơn giản chút nào cả, đúng không các bạn? Rất ghê gớm với bộ hồn được làm. Kinh thật các bạn, chất lượng, đúng không các bạn? Chất lượng. Thôi ngó đến phần cuối cùng, nó ngó đến phần rune nữa nhá. Rune chí mạng cho Vice, Sun 6 sói đỏ cho thần bài, kết hợp giữa núi và hồi máu, tức là khả sát thương và hồi máu phản đòn của Raveto, 6 viên đỏ lòm, suýt 6 viên đỏ lòm của Athena. Bộ rune nó không khác nhiều lắm so với bộ rune của Raph. Mình thấy rằng nó là hợp lý thôi, đúng không? Để pha trộn giữa vừa có hồi máu và vừa có kháng sát thương, nó không lệch về cái gì đó quá nhiều. Đấy, ok, điên được 6 con này ngon vãi. Cuối cùng là hai con này thì nói chung là cái gì nhỉ? Gọi là cho đủ bộ thôi, đúng không các bạn? Sau này dần dần thì sẽ thấy quá đẹp, đúng không các bạn? Rồi, ok nhá. Đấy. Còn check lốt chip không? Check lốt chip đi. Đã không check thôi, check lốt chip. Để tí nữa vào đánh nhau thì chúng ta sẽ hiểu được sơ bộ. Đấy. Và cũng được cái gì là lão HH nhắn là có thể vào soi tứ đồ được không, thì ông ấy đồng ý các bạn nhá. Vì lần này thật sự nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến thế cục. Và ngoài ra mình nói thật là che kim cương, che VIP và che túi đồ thật là cho vui ở chính thôi. Ngoài cũng level 5. Và các bạn nhìn thấy cái bộ level 5 trên 1500 điểm các bạn nhá, trên 1500 điểm. Và quan trọng là hai viên dưới các bạn đều có viên đỏ. Thật tương tự như vậy. Không, hai viên này đỏ nhưng mà level dưới level 5. Ok, như vậy có một bộ level 5 giống hệt như của mình. Ủa các bạn, nhưng mà nhiều chip đỏ hê, hắn chơi tay này chơi ngon vãi. Tay đánh bốc hên vãi. Hên thật đấy, HH đúng không? Hên thật. Các bạn nhìn ba bộ này. Ba bộ đó là ba bộ khác nhau các bạn nhá. Thế mới kinh. Ba bộ khác nhau. Hoàn hảo luôn, đúng không các bạn? Đấy, và là đều màu đỏ hết. Ghê thật. Ngon vãi. Ok.
Thôi sâu thôi sâu lốt các bạn túi đồ nhá. Đấy, còn Petal Pass và siêu lợi tức thì các bạn thấy đều đúng không? Đấy. Chỉ thế thôi, tầm này nó tức là cục diện nó ổn rồi các bạn. Giờ tính toán xem lấy võ sĩ gì, chơi cái gì làm nhiều nó không có nhiều ý nghĩa. Đấy, tính chuẩn hơn các bạn. Ok, hãy lát thử ấm tắt. Tắt đấy, đấy túi đồ ạ nhá. Kinh áo. Đấy, một rừng ngồi rượu ổn sách 262 viên đá thần. Nhớ các bạn ngó lực của S60. Đây là 1400 mảnh vạn năng. Trong mấy cái dương dương này thôi mình chưa tính các bạn nhá. Đây là nó còn những cái dương dương gì này thôi mình không tính các bạn nhá. Một liệu cuốn sách chữ chọn này. Đấy các bạn. Này ok. Ờ đây là cái gì đây? Cái mảnh tư chất này 4, tư chất 15. Đây là mảnh Wooden. Gọi là mảnh hồ được 5 đấy các bạn ạ. Cuối cùng là ô Supply. Đây mới là cái mà chúng ta quan tâm nhất vì nó có chứa túi kim cương. Xem tay đang ủ bao nhiêu túi kim cương các bạn nhá. Đấy, chỉ nói thật các bạn, mình chưa là cái gì. So với tên này mình chỉ là gọi loại tôm tép thôi các bạn ạ. Nó còn gọi loại lính giống này. Ok, 17 dương kim cương 288, 3 dương kim cương 288. Kinh chưa, kinh chưa, kinh chưa. 373 dương 288, 93 dương 128, 45 dương 28 các bạn thấy dã man chưa? Đấy. Có mốc mèo 100k hắn cũng full. Tập thật thôi, khỏi cần đếm bao nhiêu nhá các bạn nhá. Chỉ biết là full mèo. Ơ có hai cái dương gì đây? Hai dương này, hai dương rune ạ. Một tuần vừa rồi vừa thấy hắn thịt vào đống rune mà. Ờ đều là dương rune hết các bạn ạ. Thì đây là cái viên hớt hợp ớt rồi các bạn nhá. Chết chửa shit đã bấm nhầm. Đấy. Còn tức là nó là cái viên núi sẵn rồi đúng không các bạn? Đấy, còn viên này thì là viên tự chọn, chưa biết loại nào cả các bạn ạ. Ê, shit đã bấm nhầm, vãi chưởng thật, nguy hiểm quá. Thôi thôi cẩn thận các bạn. Tại sao bấm nhầm với các bạn? Cho các bạn nó ngại lắm ấy. Đền thì chắc là không đền nổi đâu. Vì rune này đền cái gì, đợi nó ra con rune mới. Nó ngại lắm các bạn ạ. Lần sau không dám vào, may quá không bấm nhầm. Các bạn đấy. Đậm chất tham quan đúng không các bạn? Loại tham quan. Kinh thật. Thế không còn ăn giải được. Đề nghị các anh em S60 là đấy là canh me 2089, đề nghị canh me tay tham quan này nhá. Đừng canh mình làm gì, mình có một còn một tí một cương rồi. Còn đang phải chật vật thì quay mèo này. Tay này đây mới là đi tham quan, các bạn cần phải tập trung vào lại mấy ông S60. Còn các bạn lên server đánh mỏ với tranh đoạt á. Nhìn thấy mình này, còn tay này các bạn quánh cho mình nhiệt tình. Tay này ít nhất phải chiếm từ 2 mỏ trở lên. Đấy các bạn thấy chưa? Vãi lắm, tay này chiếm 3 mỏ cũng được các bạn. Mỏ này vẫn có thể chiếm được một mỏ. Nó hơi khiên cỡ một tí nhưng mà vẫn được. Nhiều chút 75, dã man nhé. Chơi thằng EG bạn này. EG hơi ngon luôn rồi, EG ngon lắm. Rồi ok. Vào quánh đấu trường tí các bạn nhá. Đây là chưa S-Mark của vai đúng không? Chưa S-Mark của vai. Đấy, thử xem nào. Đánh ai rồi, đánh thằng di lé các bạn nhá. Xem còn thắng thằng di lé không nhá. Mãi hạ thằng di lé này xuống top dưới đó nhỉ. Mấy ông bên dưới yếu quá. Rồi đây là rap. Đội hình di lé thì từ mấy từ tuần vừa rồi nó online mỗi buổi. Nhưng mà chắc online vào là chém gió là chính chứ không phải là chơi. Hơi tiếc các bạn nhỉ. Thôi chẳng có vấn đề cả. Rồi bay luôn vị trí của Geniko. Khá đen. Phát đầu tiên chém thì nó không đủ để quay bay quá 50% máu. Phát thứ hai thì lại nhiều quá. Rồi quả S-Mark của Xion cực kỳ chất đấy các bạn ạ. Nhưng mà chỉ thế thôi. Chỉ rap này là rap xịn sò các bạn ạ. Rap tứ môn thấm thế. Đàm to quá. Đánh đúng vào hai vị trí yếu nhất trong team đúng không các bạn? Rồi, vừa rồi là một cú pha nhảy của Deathvai. Và chúng ta thấy nó không được hiệu quả cho lắm. Nguyên do rất đơn giản là nó chưa đủ thanh tích thương thôi. Ngoài ra rap đối phương lượt 1 thì nói thật là cũng trâu lắm. Nhưng không phải đùa đâu. Đội hình của No One, đội hình của thằng Di Lé đấy thì vẫn là top 1 về mặt lực chiến nha các bạn nhé. Uy lực thì chắc chắn là sau này nó sẽ càng ngày càng yếu đi thôi. Hiện nay đang top 3, top 4 gì đấy. Mình vẫn tin tưởng HH vẫn còn cơ hội. À, 4 võ sĩ quan trọng nhất vẫn còn sống nhe răng. Chưa bị mảy may tổn thương gì cả. Vai xứng hàng sau thì khó bị sốc chết lắm. Đây là đợt này may ra nếu Athena mà bị không may đánh trúng và liên tục là thua này. Còn nếu như mà không bị đánh trúng liên tục vẫn có cửa thắng. Gì đấy? Phải thế. Hơi đen tí nhỉ. Hơi đen tí. Chưa thể hiện được gì cả.
thêm một trận nữa các bạn nhá. Còn đâu để đấy, hắn mai ông ấy còn canh. Canh trận rồi nhá, mấy khi vào làm video. Đánh nhau với ai đây? Đánh nhau với Uzi. Nói thật các bạn, đánh nhau với mình thì các bạn xem mãi rồi, giờ đánh nhau với người khác cho nó khác khác đi tí. À, đấy, từ cái phần ông di lé trở lên, tính di lé thì có 7 ông. Đấy thì cứ thay nhau vần thôi. Thỉnh thoảng có thằng Chavorel nó vào đánh được. Nhưng tỷ lệ của nó thường mình nghĩ là tầm 20% là anh thắng thôi. Chứ cái tỷ lệ thắng của nó không cao, nhưng mà thỉnh thoảng nó vẫn đánh được. Đấy. Nên nói chung là để đánh vào trong top 1 thì nó khoảng độ tầm 8-9 ông. Đấy, mình đoán đồ chừng tầm đấy. À, sau khi ra mắt Mizuchi rồi hội thiên cẩu những các thứ về đấy, thì mình nghĩ là số lượng người vàng nhập vào nó sẽ càng ngày càng tăng hơn. Chỉ có tăng nhưng không có yếu đâu các bạn ạ. Công dưới kia top 1x là công ấy cũng ủ kinh lắm các bạn ạ. Toàn tham quan hết thôi. Các bạn nhìn thấy lực của Mezu Ozin yếu hơn hẳn so với gì lé không ạ? Gì lé phải 5. Thật ra nó mới nghỉ được khoảng độ chục ngày thôi chứ bao nhiêu các bạn. Ăn thua ở đâu. Ít nhất nghỉ phải 2 tháng anh em mới đuổi được. Vì tầm này các chế độ gần như là full hết rồi. Nâng lực chiến nó rất là khó. Không còn cái gì mà nâng nữa các bạn ạ. Đấy, bây giờ chỉ có hoàn thiện đội hình thôi. Mà mình bảo là sau đợt tới ấy, là các người chơi vị thế trong đấu trường ấy, nó sẽ càng ngày nó càng đông lên. Lý do các bạn nhá, mình cứ lấy đội hình của Zile hay đội hình của như đội hình của HH này thì các bạn thấy còn dễ thay này. Dễ thay Kyo với cả dễ thay Geniko đấy. Đấy, chứ các bạn tưởng tượng đội một số đội hình khác nhá. Ví dụ đội hình của S7 chùm. Đội hình của mình thay mỗi Makaki thôi đúng không? Đội hình của Kyoshi chắc hay tung. Đấy, còn đội hình của thằng như thằng Zile đấy các bạn bảo biết thay ai. Chỉ có thằng S-Max Saiki còn thay ai nữa. Đấy là nó phí các bạn ạ. Nó tốn nhiều ạ. Thì nó phí thôi. Khó không biết thay con gì bỏ con gì. Ok, chắc là vẫn thần bài không chết đâu. Đấy, gần chết rồi. Nghĩa là không chết. Ok, còn này thần bài bão tố của HH hoạt động kinh lắm, hồi mã thương này các bạn, trận này có cơ hội thắng đấy. Ozin thì sẽ là top 2 mặt uy lực, một pha nhảy nữa chất lượng không, mình không để ý thanh tích thương của nó, tối quá, đang ngồi lên trên ban công, nhờ ánh sáng của ánh trăng các bạn ạ. Rồi ăn được rap, thế có cơ hội thắng rồi các bạn ạ. Thì các bạn thấy rap sẽ bị team của HH gọi là khắc chế gần như toàn diện đấy. Các bạn để ý nhá, team của tay HH sử dụng hai con sát thương chính là Vice và Thần Bài. Và hai con này đều đánh rap như đánh con luôn các bạn ạ. Mình thì mình dùng Ken thì nó chỉ đánh rap là một phần thôi, chứ nó không quá ghê. Còn Vice thì thật sự nó chiến đủ thanh tích thương để làm thịt hết. Rồi, S-Max bài của Ozin cũng rất lực. Chém một phát bay Thần Bài, chém một phát bay một mạng của Athena. Đấy, giờ mình nghĩ chỉ có rap là chống lại được những cú chém của Thần Bài thôi. Đấy, nhưng mà đấy nó chỉ chống được một lượt thôi, tức là chống được một mình Thần Bài thôi, còn một con nữa nó bồi vào thêm là cũng thua đấy, cũng chết đấy. Rồi vai quả này đầy thanh tích thương đấy các bạn ạ, đầy thanh tích thương đấy. Kể vai mà lục môn thì mình nghĩ rằng cái cơ hội bật nó sẽ cao hơn, mà khi nó sẽ hàng trước chứ không phải hàng sau đúng không? Đấy. Nhưng mà ông ấy tính ghê lắm các bạn ấy, tính kim cương ở trong ổ còn bao nhiêu mà hắn không lên lục môn này các bạn biết. Âm mưu thâm độc lắm. Ok. Hy vọng Thần Bài sẽ không chết. Rồi, cái đi cô bên đối phương không biến hình nữa các bạn. Biến hết số lần rồi. 2 lần thôi mà. Đây lượt 4 rồi. Sống thế là quá lâu rồi. Cái đi cô bên mình chết từ lượt 2. Hay từ lượt 1 đi. Rồi, Robert thế cho một mạng. Rồi, không biết ai đỡ Thần Bài đây. Không ai cả. Thần Bài của Ozin thấm lắm. À đâu, vẫn còn chấm máu. Chấm máu. Xion nó sẽ thịt lốt các bạn. Chẳng phải bom thì cũng nhờ độc chiêu. Khó nha. Nhằn lên top trên các bạn. Đội hình như thế mà các bạn nhìn đánh vào top trên vẫn khó. Đấy, thì mình nói thật là hai bên thật ra là cũng tương đối giống nhau. Đội hình của lão HH thì mình nói thật là con Vice để hàng trên. Đấy, cái cú nhảy của nó mới dã man. Ngoài ra thì mình thấy là bộ run nó run sói, run chí mạng, nó có lên được chí mạng đâu mà. Đấy. Đúng không? Nó không lên được chí mạng. Và ngoài ra mình nói thật là con Vice một mình lực của nó thì sẽ chỉ đánh cho đối phương gần chết thôi. Còn đâu vẫn phải cần một con khác bồi thêm. Đấy, Thần Bài thì
phải hơn Huy thì mới thể hiện được sức mạnh. Chứ còn đâu thua Huy thì các bạn thấy thần bài bên đội bạn họ cũng có, họ sẽ lấn át thần bài của mình như thôi. Nói thật với các bạn là đấu chọi với những team hơn Huy các bạn thì mới thấy khó khăn tới nhường nào, đúng không các bạn? Nhưng mà các bạn yên chí, con vai này mà để hàng trên mình đảm bảo là sẽ có tỷ lệ thắng ngay. Tất nhiên là phải thay Geniko và Kyo ấy đó. Mình nghĩ là thay cả Geniko đấy đó. Đấy, Mizuchi về thì quá đẹp rồi, nhưng đối phương cũng sẽ có Mizuchi thôi. Đấy, nhưng Kyo nữa, đúng không các bạn? Đấy. À, cái Geniko nữa, đấy, thay tiếp, thay Major rồi. Đấy, thì các bạn thấy hình ảnh Dream Team. Lúc ý mới là lúc chín mồi. Chứ bây giờ team của Ozin chỉ thay được mỗi Mizuchi thôi. Còn con nào khác thay cũng khó các bạn nhé. Đây là thay... thay Geniko đã, cũng thay Geniko. Hai tên chơi na ná như nhau luôn các bạn ạ. Ok, cũng đẹp nhỉ. Ozin cũng dễ tính. Hồi S60 chơi ác thật. Còn bên đội hình của chiếc tàu đi thì các bạn thấy rõ ràng là vị trí còn EG là vị trí thích thay được, đúng không? Ok, quá đơn giản. Đấy. Nói chung là thay ba con thì mới có, như mấy ông này thay hai con vẫn dễ. Nhưng mình thay vừa thay con nào cũng thấy tiếc các bạn ạ. Lục môn mà kỳ tiếc lắm. Hơi sâu bạn thì hơi nhau, anh nhau toàn thua. Có thế nào thì đấy chứ mình có sắp đặt đầu đúng không? Chọn đúng hai ông khỏe quá, hơi đen. Nói chung hơi đen tí. Tìm như thế các bạn thấy đánh vẫn không lại được, đúng không? Tham quan như thế mấy tay kia vẫn còn trâu hơn. Các bạn thấy lực như thế nào? Ok. Hội top 1x thì cũng không coi thường đâu các bạn nhá. Ông ấy đánh lên lúc nào không hay đấy. Này ví dụ Jimmy ủ lực từ lâu lắm rồi. Đấy. Các bạn nhìn thấy thần bài chuẩn bị cho ra đi rồi. Thần bài thật các bạn cảm nhận được cái độ phế của nó chưa? mình thấy thần bài nó thật là đánh sau là gần như tương đối phế rồi đấy. Đánh trước thì rõ ràng là lợi thế hơn nhá. Nhưng đánh sau là các bạn thấy nó yếu hơn hẳn rồi nhá. Uy lực của Jimmy cũng không thấp đâu. 68.000 là một chỉ số trung bình đấy các bạn. Đấy, một chỉ số trung bình. Ông Bi Vũ này cũng lười giống như mình rồi. Bỏ uy mất rồi. Đấy, tức là không chú trọng vì đuổi không kịp. Đúng không các bạn? Đấy, Jimmy nhá. Tay đáng gờm chuyển lên. Thằng Chaburel này thì nó lên từ lâu rồi. Từ cái đợt nó lâng được lục bôn Ken là nó đã có cơ hội đánh lên top trên này. Mà cứ chừng chừng trực ấy. Đúng không? Anh em ai sơ hở nó lên ngay. Cũng VIP 14 đến VIP 15 gì đấy đấy. Ok, Bi Vũ cũng thế. Chờ bùng nổ nó đúng không các bạn? S-Mark của Teleco. S-Mark vai rồi. Giờ chờ S-Mark của Teleco nó đấm thôi. Chứ Teleco chứ S-Mark nó không ra gì. Đấm nó không được các bạn tưởng tượng. Nó cứ còn chấm máu ấy. Đấy, chấm máu nó không giải quyết được vấn đề gì cả các bạn. Đối phương lại hồi lại ngay. Đấy là sát thương nó phải đủ cơ. Mà cái loại như là Ken, như là Teleco nó buộc phải có S-Mark. Không S-Mark không xong. Đấy. Rồi Phương Kem thì vẫn thi thoảng đánh vào top ầm ầm. Người chơi tốt nhất S60 vẫn là Phương Kem. Đấy, gì lẽ bình thường. Rồi Melodirat ủ mưu gì đây đúng không? Đấy, cũng có tay này thì quan tham gọi là loại cấp vừa thôi. Ok. Đấy, ví dụ như mà tay hát là nhất phẩm thì ông này chắc chỉ tầm ngũ phẩm này. Ok, mình thì chỉ được khoảng độ thất phẩm thôi. Đây gì cũng là một cái tên không quá xa lạ, lực chiến thì hơi thấp một chút, nhưng chính vì thế thay thế nó dễ. Kyo và Geniko thay rất đơn giản. Ok, một hit bay màu là ông nào mới đổi tên đấy các bạn ạ. Kyo 4 sao luôn chứ không phải 5 sao, và Teleco thì sẵn sàng trả lục môn, kết hợp thêm với Shion và thần bài hành bộ 3 sát thương. Ok, dễ hiểu thôi. Mr. Pon Pon, ông này ông ý định bán ạc vì ông ấy lạp Petal Pass lỗi. Ông không đòi được kim cương. Thế bạn nào mà lạp lỗi thì inbox mình cho nhanh nhá. Mà một kinh nghiệm nhá, các bạn mà lạp lần đầu ấy thì tốt nhất nên lạp gói 1 đô. Nếu mà lỗi thì inbox mình. Đấy, mình lạp hộ cho. Đấy, thường thường là do lỗi thẻ Visa đấy mà. Thì các bạn inbox với mình lạp cho. Lạp bao giờ nhận được kim cương thì lấy tiền. Còn không các bạn vẫn phải gửi tiền mình trước. Ý là nếu như mà nạp mà không nhận được kim cương như lỗi thì mình sẽ tự chịu mất số tiền đấy. Các bạn sẽ hoàn 100% tiền. Đấy, để các bạn yên chí. Thế là không lỗi thì mình mới nạp. Còn đã nạp mà nếu lỗi thì mình chịu, các bạn không phải chịu. Các bạn hiểu ý tưởng không? Mình có 3-4 cái thẻ để không được thẻ này mình được thẻ khác thì nạp kiểu gì nó cũng sẽ được thôi. Đấy. Ok, ông NSO Watt này cũng là một cựu binh này. Đấy, và các bạn thấy cũng gọi là đội hình đang chờ thời đúng không? Với Shion chỉ có 5 sao. Thực ra các bạn nhìn thấy các đội hình đa phần đều giống nhau. Với lòng cốt là team ung thư, hoặc là theo sáng thế rùa, hoặc là theo tứ hồn. Đa phần theo tứ hồn. Đấy, thì lòng cốt là team ung thư. Thì mà cái team ung thư thì các bạn thấy nó 3/4 con là phục vụ cho team hơn Huy còn gì nữa. Nó tung nghịch ngay từ lượt 1. Nên thành ra cứ ai hơn Huy là người thắng. Có thế thôi. Các cái tính năng khác thì các ông chơi cũng xem nhau.
Thế nên đây là thời kỳ, vẫn là thời kỳ của ai hơn Huy người thắng đấy. Sắp tới vai Major các bạn nhá, là hai võ sĩ mà dành cho team Toby đấy. Đấy, thì các bạn lại thấy bắt đầu khác. Oswald, NS Oswald này, rồi là lão HH này, các bạn thấy tỷ lệ thắng với những người chơi kia bắt đầu là lên. Đấy, khi mà cặp vai Major nó bắt đầu thể hiện được cực kỳ sức mạnh của nó. Đối phương đánh không chết nổi, không bao giờ chết được Major. Còn vai chết càng tốt, nhanh cho nó vuông. Đúng không? Nó nhảy quay trở lại, nhảy phát bay rap. Đấy. Kiểu kiểu là thế. Rồi lão Đi Lát hôm trước mình vào mình show bạc rồi cũng các bạn. Đấy, cũng là một tay chơi có hạng và cũng đang chờ thời, nói chung là chờ thời. Đấy, câu mới ủ cũng kia nhá, Pitochico. Rồi ok. Đấy, tôi hãy các bạn nhá. Show show soi soi tí. Hôm nay không like nha, quay video một chút. Nhân tiện này là vào là lão Đi Lát. Đấy, coi như là dò báo để cho các anh em S60 nói chung biết để lần sau chơi even. Đấy, các bạn nhìn đấy, lượng kim vàng vẫn là còn 261 vàng, kim cương hơi quá tự tính. Mình không muốn nói những cái thứ nhạy cả. Đúng không các bạn? Đấy, siêu lợi tức là 30 ngày này. Ok. Đấy, Battle Pass thì tất nhiên hết tháng này rồi. Đấy, level 94. Lốt ngày cuối ông HH nhá. 15 tiếng đâu mà quên nhận đống này thì phí lắm. Đấy, lốt chỗ này là tháng sau lại free Battle Pass rồi. Ờ là 4 gói thì được. À là 3 gói thì được free 1 gói các bạn ạ. Đấy, bên này là đúng là rẻ. Đúng không ạ? Rẻ ngang bên Nhật thôi. Thôi bạn nào mua hạc thì à quên 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 mồm. Gì nhỉ? Hẹn lại các bạn trong các video tiếp theo nhá. Nhà này không bán đâu. Thật ra bán nó chả đối nhiêu, kể cả mình nói thật nhá. Kể cả 10 triệu, công trả 10 triệu. Nhà giá hơi cao một tí so với thị trường này đúng không? Hạn chỉ 15 triệu đi. Nó cũng không giải quyết được một cái vấn đề gì lớn, trừ khi nói dại là ông HH ông ấy gặp chuyện cần một số tiền đấy. Mà mình nói thật, 15 triệu giải quyết được vấn đề gì mấy đâu. Đang trong lúc túng thiếu vơ vét ở chỗ nào thì vơ vét đấy, chứ nó không giải quyết được vấn đề gì nhiều các bạn ạ. Nhưng mà nạp vào đấy là hơn nhiều rồi đúng không các bạn? Đấy, ok, bao nhiêu thời gian chơi bán đi để làm cái gì đâu. Trò này thì để chơi là lãi, còn cứ bán thì là lộ các bạn. Đấy, có thứ mà mình chơi thỉnh thoảng vào chém gió vui vẻ đúng không các bạn? Cuộc đời nào có mấy niềm vui, đời là bể khổ các bạn ạ. Đấy, các bạn cứ nghĩ mà xem. Không tính hội trẻ con nhé. Đấy, hội trẻ con là hội chưa biết lo cho gia đình ấy các bạn ạ. Thậm chí còn chưa biết lo cho bản thân ấy, đúng không? Những cái thời mà mình, hoặc là đa phần đây mình nói số đông thôi nhá, chứ còn đâu mình biết là vẫn có một số bạn trẻ mà nó gọi là cái suy nghĩ lớn trước tuổi. Mình cũng là một trong những người kiểu như vậy các bạn ạ. Nghĩa là thích say chống nội tâm và hay nghĩ cho người khác, chứ không chỉ, và cả nghĩ cho cả mình nữa. Đấy, nghĩ cho mình thôi từ bé. Đấy. Còn những cái bạn mình nói là đa phần nói chung ấy, thì ở trong tuổi ăn tuổi học thì thường là cùng lắm lại nghĩ cho mình thôi, chứ không nghĩ cho gia đình. Thì cái khoảng thời gian đấy mình nghĩ là khoảng thời gian gọi là dễ chịu nhất của đời người đấy các bạn. Nó gọi là vô lo vô nghĩ, hoặc là nghĩ chuyện đơn giản nên nó không phức tạp. Còn khi mà đã đến tuổi trưởng thành, phải tự lo cho bản thân mình đấy, không còn phụ thuộc vào gia đình, bố mẹ đấy, rồi lại thậm chí lại còn phải lo cho người khác nữa đúng không? Lo cho bố mẹ hoặc vợ con. Thì các bạn sẽ thấy là cuộc đời thật sự nó nhiều, cái đa phần cái thời gian của nó nhiều nỗi buồn, nỗi gọi là suy nghĩ lo lắng lo hơn là cái niềm vui cuộc sống các bạn ạ. Đấy, thì game nó như là một thế giới để cho chúng ta có những cái niềm vui đấy. Đấy, dù nó không nhiều đúng không các bạn? Đấy, nó như kiểu ăn món canh đắng thỉnh thoảng vẫn thấy vị ngon đúng không các bạn? Thì game nó như một cái vị trong cuộc sống. Đấy, thì mình nghĩ là các anh em cũng đừng có kỳ thị gì quá vào game, cũng đừng tập trung quá vào game, coi như một niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống thôi. Đấy, hy vọng thì mình cũng nhắc ha, các anh em khác trong S60 và toàn thể cộng đồng người chơi Quyền Vương 98 có một cái không gian thật là giải trí lành mạnh, chia sẻ với nhau niềm vui trong game đúng không? Kiếm tìm một chút niềm vui của cuộc đời này đúng không, để quên đi, tạm quên đi một chút đúng không, những cái nỗi lo lắng của cuộc sống thực tại. Từ đó thì quay cuộc sống thực tại, chúng ta sẽ gọi là có thêm năng lượng đấu trọi với nó, giải quyết các vấn đề đấy đúng không các bạn? Cuộc đời là bể khổ theo đúng kinh lời kinh Phật, nhưng nó cũng có nhiều niềm vui trong nỗi khổ đấy, và nếu giải quyết được nỗi khổ đấy thì sẽ rất là vui đúng không các bạn? Thôi hẹn lại bạn trong các video tiếp theo nhé.